mời Đức Tài. Xin chào thầy cô và các bạn. Con tên là Nguyễn Đức Tài, con học lớp 5 trường Asmed Academy. Con sống ở thành phố Hà Nội. Sau đây là bài thuyết trình dự án của con. Hello. Đâu không biết. Hello. À, vậy ban đầu Hello. thì con sẽ Bài này không? phải lập trình là khi cái phông nền bắt đầu đã. Con vào phông nền đi. Vâng. Con vào cái phông nền ý, khi bấm vào lá cờ xanh, đổi phông nền thành. Hello. Cái này của con nó không được các cô. Chắc là để con bỏ cái phần language này ra xem. Thì sau khi bấm vào lá cờ xanh thì sẽ hiện ra một câu hỏi và có bốn đáp án trả lời. Trong trong bài thuyết trình của con thì sẽ có 8 câu hỏi. Nếu trả lời đúng Correct. thì nó sẽ nói correct và ẩn đi. Còn nếu trả lời sai Wrong. thì nó sẽ nói wrong và nếu không chú ý thì có thể sẽ bị ấn nhầm lại vào đáp án đấy. Sau đó mình có thể ấn vào đáp án correct. Correct. Wrong. Correct. Nhưng mà trong cái bài này của con ấy cô thì nó sẽ bị là do trong đây còn là sau khi đến câu hỏi số 8 thì sẽ có một trường hợp xảy ra là sẽ có một trường hợp xảy ra đó chính Correct. là khi mà đến câu hỏi số 8 mình muốn chuẩn được thì Correct. phải trả lời đúng câu hỏi Correct. đấy để chuyển được Correct. sang đáp án cuối cùng để chuyển được sang thắng. Correct. Còn nếu mình không trả lời đúng cái phần đấy thì mình sẽ bị thua, mình sẽ không bao giờ, mình phải chọn lại đáp án đúng để vượt qua, Vâng. mình sẽ phải chọn lại đáp án đúng. Vâng. Correct. Nhưng mà sau khi con chọn đáp án đúng rồi thì nó vẫn không thể chuyển sang trang được và đấy là cái nhược điểm của bài con. Trong khi đấy cũng có một nhược điểm nữa là sau khi mà con cần phải chuyển để câu hỏi 8 để cho nó có thể chuyển được sang cái phần win thì cũng không thể chuyển, nó sẽ trong câu hỏi 3 thì nó sẽ bị phát lệnh wrong nên là kết thúc bài thuyết trình con. Trong câu hỏi số mấy mà nó phát lệnh wrong? À, câu hỏi số Số 3. 3 cô thì nó sẽ cái lệnh khối lệnh câu hỏi số 8 này nó sẽ ảnh hưởng đến cái câu hỏi số 3 đấy ạ. Ừ. Tại sao con lại sử dụng cái khối lệnh là nếu câu hỏi số bằng 8 hoặc câu hỏi số bằng 3? Nếu mà con cho cái khối lệnh hoặc vào đấy thì có thể là khi câu hỏi bằng 8 hoặc câu hỏi bằng 3 thì nó sẽ phát cái khối lệnh wrong. Để khắc phục cái điều đó thì khi mà con muốn câu hỏi nó phát lệnh wrong ấy thì chúng ta sẽ chỉ là để cái câu hỏi số 8 thôi, còn câu hỏi số 3 thì mình vẫn để bình thường. Câu hỏi số 3 mình vẫn để bình thường giống như những câu hỏi khác. Có là mình chỉ để như này thôi đúng không cô? Đúng rồi. Vâng. Và sau khi đấy cô thì cái phần câu hỏi số 8 của con ấy cô thì sau khi kể cả mình trả lời sai đi chăng nữa Vâng. nó sẽ bị wrong rồi, là sau khi mình trả Correct. lời đúng đúng thì nó vẫn cứ nói wrong cô. Đâu, cái phần khối lệnh con lập trình cho câu hỏi số 8 đâu? Đây cô. Đây câu hỏi số 3 cho là con để khi bấm vào nhân vật này thì cái câu hỏi số 3 và câu hỏi số 8 nó sẽ bị sai, vừa đúng vừa sai luôn đấy cô, tại vì do là nó cần phải Vâng. câu hỏi số 3 và câu hỏi số 8. Rồi con phóng to khối lệnh lên một chút xíu nào. Các bạn cũng sẽ cùng quan sát và tìm cái lỗi trong cái bài này của bạn. Xem là ở câu hỏi số 3 và câu hỏi số 8, kể cả khi bấm đúng hoặc là bấm sai thì nó đều nói là wrong đúng không? Nó vừa nói wrong hay là con nó vừa nói correct và vừa nói wrong luôn cô. Nên là mình sẽ không điểm, mình chả được cái điểm nào luôn đấy cô. Đây này con. Thì sau khi đến câu hỏi số 8 thì nếu mình ấn vào cái chữ fire này, Correct. nó vừa nói correct và wrong nên là mình sẽ không được điểm nào luôn đấy cô. Rồi, các bạn sẽ cùng quan sát cho cô hai cái khối lệnh này. Thay đổi câu hỏi số một lượng là một này.
Không biết rồi cô. À, rồi con hỗ trợ bạn giúp cô nào. Dạ, con nghĩ ở đây bạn nói khi bấm vào nhân vật này bạn chỉ để cái là nếu câu hỏi bằng ba bạn có cần đổi khối lượng trang phục. Thiếu cái khối lệnh đổi trang phục à hả? Nếu trang phục số. Nếu trang phục số bằng 3 hay là câu hỏi số bằng 3? Hà Đăng Dũng. Thì theo con thấy thì vừa nãy bạn Đăng Dũng góp ý rất là tốt, thì con chắc là con theo nghĩ thì bạn đang định bảo là con nên tạo một cái khối lệnh các biến số thêm một cái trang phục nữa, là trang phục số thì nó nếu trang phục số bằng 3 thì nó sẽ chỉ dành cho 3 thôi và nó không liên quan gì đến cái phần câu hỏi số cả. Ừ. Rồi. Rồi cho cô xem cái phần câu hỏi số 4 của con nè. Câu Câu hỏi hỏi số số 4. 4 nó không bị lỗi. Câu hỏi số 4 tại vì nó chỉ ảnh hưởng đến câu hỏi số 8 thôi, chứ câu hỏi số và những câu hỏi số 4 và câu hỏi số 7 thì là khối lệnh một sao nhắc biển nó không có gì sai cả. Có nghĩa là trong câu hỏi số 8 của con thì nó chỉ yêu nó cần phải yêu cầu thay một câu thêm một câu hỏi số một lượng một nữa để chuyển được sang cái phần win đi cô. Rồi ở đây của con có một cái phần khác hẳn so với những bạn khác, đó là khi chúng ta bấm chọn đáp án chứ chúng ta không nhập cái câu trả lời để nhập đáp án nhỉ. Vâng. Ừ, đây cũng là một cái phần sáng tạo của con, tuy nhiên thì nó cũng đang gặp lỗi một chút xíu ở câu hỏi số 4 và câu hỏi số 3 và câu hỏi số 8. Vâng. Và cái câu trả lời ở câu hỏi số 3 và câu hỏi số 8 là cái màu gì? Là màu vàng, à là màu xanh lá cây cô. À, màu xanh lá cây. Rồi, màu xanh lá cây. Rồi, ở đây các khối lệnh của con thì khá là dài. Vâng. Vừa nãy cô thấy ở những cái câu hỏi khác ấy, cô cũng không thấy có cái khối lệnh lặp lại ấy, một lần như thế kia. Con có thể bỏ được cái lặp lại một này đi, bỏ nó đi được, Ừ. nhưng bỏ nó đi thì nó kể cả bỏ nó đi đi chăng nữa thì nó vẫn không, con thấy nó vẫn không có thay đổi gì luôn đấy cô, Ừ, vậy thì là không wrong, sai correct. wrong đấy, nó vẫn bị như bình thường đấy cô. Ừ. Rồi, vậy thì để cô sẽ xem kỹ lại cái bài của con và cô sẽ thử tìm ra cái lỗi sai nhé. Chứ bây giờ Vâng. thì cô cũng chưa phát hiện ra cái lỗi sai nó ở đâu. Vâng. Rồi, con còn trong cái dự án này, con có gặp khó khăn gì khi làm không? Lúc đầu thì trong khi mà con làm thì con sẽ lúc khi mà đầu thì con không hiểu cái dự án này sẽ phải lập trình như thế nào, con không hiểu nên là con lại lên trên mạng tra, rồi cuối cùng con đã hiểu ra và con làm được dự án như thế nào. Ừ. Dự án này của con rất là sáng tạo, khác với dự án của các bạn khác là các bạn khác có bạn thì nhập đáp án là 1 2 3 4, còn có bạn thì sẽ yêu cầu là nhập chữ. Ví dụ câu trả lời là chữ thì các bạn sẽ cần phải nhập chữ, còn của con thì đó là nhấn chuột bấm vào nhân vật đúng không? Khi bấm Vâng. vào nhân vật nếu mà đúng thì sẽ nói correct, còn nếu mà sai thì nói wrong. Thì tuy nhiên ở đây của con thì có một cái phần lỗi nhỏ vẫn chưa khắc phục được. À rồi cô mời Bảo Trân. Bảo Trân có ý kiến gì nào? Không, nhưng mà con lần đầu con làm cái dự án của con thì con cũng định làm kiểu bấm như bạn ấy, nhưng mà kiểu con làm xong con cũng bị lỗi luôn, nên con chỉnh sang là viết theo bạn. Rồi. Vậy là với cái chương trình mà chúng ta bấm chọn đáp án như thế này là khá là khó, khó hơn những cái cách làm khác, đúng không? Ừ. Ừ. Nhưng mà của con như vậy là chỉ còn lỗi ở câu hỏi số 3 và câu hỏi số 8 nữa thôi. Thì coi như là cái dự án này của con cũng khá là hoàn chỉnh rồi, còn một cái lỗi nhỏ. Thì sau buổi học này cô và con sẽ cùng tìm xem cái lỗi đó là như thế nào và sẽ khắc phục nhé. Vâng. Ừ. Rồi, còn về phần thuyết trình của con thì con thuyết trình khá là tốt, trình bày rõ ràng, đầy đủ.
và cũng nói được cái khó khăn của con trong cái dự án này và những cái thiếu sót còn đang tồn tại. Rồi, Vâng. vậy cô sẽ đánh giá phần thuyết trình của Đức Tài là tốt nhé. Dạ, con cảm ơn Rồi, cô ạ. cô cảm ơn Đức Tài.